Và ngay sau đây thì đến với một tân quản lý rất là xuất sắc và xinh đẹp. MC xin được mời sự chia sẻ cũng như cảm nhận từ tân quản lý Nguyễn Nhật Quỳnh ạ. Xin được kết nối với tân quản lý Nguyễn Nhật Quỳnh. Cảm ơn hai MC rất là nhiều và xin chào, kính chào cô Tổng Giám đốc Trương Thị Nhi, các quản lý cũng như là toàn thể các BU yêu quý. Tôi là Nguyễn Nhật Quỳnh, hiện nay đang là quản lý của tập đoàn Forever và đang làm việc ở tại thị trường Hà Nội. Quỳnh thì đã biết tới Forever từ năm 2014 khi mình đang là một người sinh viên năm nhất. Khi trong 5 năm mà mình học đại học thì mình cũng vẫn luôn là đồng hành học cùng với cả Forever, và trong 5 năm đó thì đội nhóm cũng như là hệ thống có rất nhiều những cái chiến lược hay, rất nhiều những cái cách làm để mình có thể thành công được. Nhưng trong những cái thời điểm đó thì mình chưa áp dụng tốt, mình chưa thực sự nghiêm túc cũng như là làm việc hết mình với cả Forever, cho nên là mình chưa có nhiều cái thành quả. Nhưng Quỳnh vẫn luôn đó là mình gắn bó với đội nhóm cũng như là với các anh chị tuyến trên, và bản thân mình cũng vẫn luôn có một cái tình yêu rất là lớn đối với cả Forever. Và sau khi mà ra trường thì lúc đó đội nhóm mình đang có một cái chiến lược là hợp tác với rất nhiều những cái spa và rất là hiệu quả. Và mình nghĩ rằng là nếu như mình cũng có một cái spa như vậy thì mình sẽ tiếp cận được với nhiều những cái khách hàng tiềm năng hơn. Nhưng mà sau khi mà mình mở spa thì mình mới nhận ra rằng là đầu tư vào truyền thống, làm truyền thống thì nó vô cùng là áp lực. Rất là áp lực luôn đấy ạ. Mà chi phí thì lại lớn. Riêng cái tiền mình học nghề thôi nó đã vài chục triệu đến cả trăm triệu rồi. Chưa kể là đến những cái chi phí về marketing hay là mặt bằng nữa, và mình cảm thấy là rất là áp lực. Cái công nghệ của spa đấy thì cứ dăm bữa nửa tháng lại thay công nghệ một lần, thì mình lại phải bỏ rất là nhiều những cái chi phí ra để mình nâng cấp những cái tay nghề đó, nâng cấp những cái công nghệ đó, chạy theo những cái công nghệ đó đấy. Và nhất là khi mà dịch covid đến thì mình càng nhận ra rằng là Forever vẫn là một cái công việc đơn giản nhất, dễ làm nhất mà gần như là mình không có cái rủi ro. Và khi đó thì mình đã quyết định là mình dừng lại cái spa để mình tập trung toàn bộ vào Forever. Khi quyết định tập trung vào Forever thì mình cũng vẫn chưa biết phải làm như thế nào đâu ạ. Nhưng mà rất là may mắn là khi đó đội nhóm mình có một cái chiến lược đó là Forever Home Shop cũng như là làm việc kinh doanh online. Và lúc đó thì mình nhận ra rằng là cái thời của mình nó đã tới rồi đấy ạ. Cho nên là Quỳnh đã tận dụng triệt để cái chiến lược đó, và trong 5 tháng thì mình đã chính thức đó là đăng quang được cấp bậc quản lý, hoàn toàn nhờ vào việc là xây dựng hệ thống cũng như là xây dựng hệ thống Forever Home Shop. Và đối với tôi thì lên cấp bậc quản lý nó mới chỉ là một cái bắt đầu thôi ạ. Và mình quyết tâm rằng là mình sẽ đạt tất cả các chính sách nâng cao của tập đoàn Forever. Và đầu tiên đó là cái mục tiêu quỹ nhà và xe trong 3 tháng cuối năm, cũng như là hỗ trợ cho hai người tuyến dưới của mình đó là chị Nguyệt và anh Trà cũng đăng quang được lên cấp bậc, hoàn thành được cái mục tiêu quản lý trong năm 2021. Bởi vì hai anh chị cũng đang làm việc với cái tinh thần rất là nghiêm túc cũng như là quyết tâm để đạt được những cái mục tiêu đó, và mình quyết tâm là mình hỗ trợ cho đội nhóm của mình cũng như bản thân của mình đạt được những cái mục tiêu đó. Và cái bài học mà mình muốn gửi tới tất cả những anh chị đó là mình đang có một cái cơ hội tuyệt vời rồi, và mình cái cơ hội này nó sẽ luôn luôn chào đón chúng ta và giúp cho ta thành công được khi mà mình nhận ra được cái giá trị ở tại Forever. Và nhân đây thì Quỳnh cũng xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới người bảo trợ của mình là quản lý Lê Na Thu đã trao cho mình một cái cơ hội vô cùng là tuyệt vời này, cũng như là cảm ơn những anh chị tuyến trên cũng như là các anh chị tuyến dưới đã luôn đồng hành cùng với cả Quỳnh. Và cuối cùng là Quỳnh cũng xin được cảm ơn cô tổng giám đốc cũng như là ban lãnh đạo công ty đã đưa cái dòng sản phẩm tuyệt vời này về với cả Việt Nam. Quỳnh xin chân thành cảm ơn ạ. Vâng, rất là tuyệt vời từ một quản lý rất trẻ tuổi của chúng ta, đúng không ạ?